Xin trân trọng gửi đến quý bà con cô bác về cái hình ảnh của cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ở đây thì Minh Toàn đang đứng ở tại phía đằng trước của cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Và như quý bà con cô bác đang nhìn thấy, ở đây là cái hình thù mà cái cung quy hoạch này nó xây dựng. Thì ở phía trong đấy Minh Toàn sẽ vào, có một dịp Minh Toàn sẽ vào và gửi đến cho quý bà con cô bác về hình ảnh phía trong của cung quy hoạch này. Nhưng mà bây giờ Minh Toàn xin phép là giới thiệu đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh mà bên ngoài của cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh này. Ở đây thì như quý bà con cô bác thấy một hình thù rất là đẹp. Đây là như Minh Toàn cảm nhận về cá nhân của Minh Toàn, đó là thế này, là cái hình này là hình một con chú cá heo hoặc là một chú cá voi gì đấy. Và đây là đằng trước của cái cung quy hoạch và hội chợ và triển lãm. Đấy, quý bà con thấy sân ở đây rất là rộng. Đấy, toàn bộ đây rất là rộng. Ở khu này thì đằng phía xa đằng kia là nó là bảo tàng của tỉnh Quảng Ninh. Bảo tàng ở đằng trước dãy này là một cái dãy nhà liền kề rất là đẹp, nhưng mà Minh Toàn cũng chưa thấy người ở nhiều. Ở cái những dãy núi kia là quý bà con cũng có thể nhìn thấy một số cái dãy núi mà có lan can. Thì khi mà chúng ta về Quảng Ninh thì chúng ta đi biển và chúng ta cũng có thể leo những quả núi đấy để tham quan về ở Quảng Ninh, đặc biệt là về Hạ Long. Bây giờ Minh Toàn xin phép quý bà con, xin mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi một vòng ở xung quanh khu quy hoạch này nhé. Đây, như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được, đây là cái ánh nắng buổi chiều mà soi giữa các cái dãy núi, một cái cảnh tượng mà chúng ta ít bắt gặp khi mà chúng ta không ở ở miền núi hoặc là chúng ta không ở Hạ Long, Quảng Ninh như thế này. Và đằng kia là một cái quảng trường rất là rộng, khu quảng trường này rất là rộng. Đấy, Minh Toàn xin giới thiệu đến quý bà con cô bác, đây là một cái dãy núi mà có thể là chúng ta đi thuyền, chúng ta đi tham quan ngắm cảnh ở khu vực này rất là đẹp. Đây là phía sau của cung hội chợ và triển lãm. Kết cấu xây rất là đẹp. Ở dưới này thì chắc không biết là có cả đường hầm hay không, nhưng mà rất là đẹp quý bà con. Cung quy hoạch này đúng là cung quy hoạch phải. Về Quảng Ninh thì đặc biệt là về với Hạ Long thì quý bà con cô bác sẽ bắt gặp những cái hình ảnh rất là đẹp như thế này. Bởi vì ở Hạ Long là cái mảnh đất du lịch, nên khi quý bà con nhìn một cái hình tượng nào hoặc là một cái nơi xây dựng nào cũng đều rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Nói xin lỗi luôn bà con là từ cái thùng rác thôi thì cũng nhìn đã rất là bắt mắt rồi và rất là đẹp rồi. Nhưng bên cạnh đấy thì cũng không phải là không có những cái khu mà đang xây dựng hoặc khu mà
đang còn rất là cũng chưa được đẹp lắm về Quảng Ninh. Đây, đây là phía bên bên đằng sau của bên hông của con cá. Đấy, rất là, nhìn rất là đẹp quý bà con. Em ơi, đây 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 là hình hình con cá gì ấy nhỉ? Cá voi ấy. Một số người gọi là con sên. Con gì ạ? Con sên. Một số người gọi là con sên. À. Thế ở ở ở trong cái sườn cái bung của nó thì có triển lãm hay gì văn phòng không? Không, chỉ là đang làm trước ở đây thôi. À. Thế là ở trong bụng của nó là không có gì. Chắc là chỉ sắt thép thôi chứ bà con của bác ạ. Ở đây thì quý bà con của bác cảm nhận được về cái sự mát mẻ ở Hạ Long này. Đây là buổi chiều và gần gần cuối buổi chiều rồi quý bà con của bác ạ. Thời gian bây giờ là đang là 5 giờ chiều. Và Minh Toàn đang đứng tại cung triển lãm, cung quy hoạch triển lãm và hội chợ tỉnh Quảng Ninh. Rồi như quý bà con cô bác nhìn thấy ở tuyến đường này cũng là một trong những tuyến đường đẹp nhất nhì ở Hạ Long luôn. Ở đây trồng các cái cây, cây này là cây gì ta? Đẹp quá. Đấy, có người chăm sóc cây và tạo quả núi luôn. Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác chúng ta hãy đi đi cái màn này nhé, để cùng Minh Toàn chúng ta đi khám phá một số cái nét đẹp ở Hạ Long này. Có hai em gái rất là xinh đẹp. Đây, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy những cái dãy núi ở xa xa kia rất là đẹp luôn. Xa xa đằng kia quý bà con cô bác, một điểm du lịch khá là hấp dẫn. Ở đây thì thu hút rất là nhiều bạn trẻ về đây để chụp những cái hình ảnh rất là xịt tin, rất là đẹp. Nên thưa quý bà con cô bác, khi mà buổi chiều mà đi lưu thông trên những con đường này hoặc là đi chạy bộ thể dục trên con đường này thì phải nói là một sự tuyệt vời mà không phải ở nơi nào cũng có được. Các em gái chụp hình rất đẹp. Đường xá ở đây thì như quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được là sự trong sạch, trong xanh sạch đẹp của khu đường xá ở đây. Và chúng ta đang đứng trên cái trục đường là Trần Quốc Nghiên. Trần Quốc Nghiên ở Hạ Long, Quảng Ninh. Trên trục đường này cũng là một trong những cái trục đường đẹp nhất nhì mà ở Hạ Long của chúng ta. Bây giờ Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn đi tiếp nhé. Ở đây có nhiều em gái chụp hình và Minh Toàn đứng các em hơi ngại.
Cung đường này có rất là nhiều căn biệt thự rất là đẹp quý bà con cô bác ạ. Đây như quý bà con cô bác đã nhìn thấy đây, nhiều căn biệt thự rất đẹp. Ở Minh Toàn đang có điện thoại, Minh Toàn xin phép quý bà con cô bác để Minh Toàn nghe điện thoại một chút ạ. Dạ em nghe chị. Vâng. À vâng. Vâng vâng ạ, chắc là bon ở dưới này nó làm thế đấy chị ạ, chậm chạp thế. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng vâng, em chào chị. Quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy dân tỉnh ở đây đi bộ rất là đông đúng không? Không phải là rất là đông, xin lỗi quý bà con cô bác. Nhìn thấy lượng người lưu thông vào buổi chiều rất là đông. Còn các mọi người dân đi bộ thì là bây giờ so với Minh Toàn cảm nhận là cũng rất là ít, chứ không phải là đông. Như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở đường trên cái trục đường Nguyễn Văn Nghiên này thì có rất là nhiều cái nhà hàng ăn uống, rồi khu này khu có tầm nhìn ra biển rất là đẹp nên mở các cái nhà hàng ăn uống nhậu nhẹt, các dịch vụ vui chơi giải trí ở đây cũng rất là nhiều. Minh Toàn xin phép các bà con cô bác ở đây, Minh Toàn sẽ quay một số cái cano về tàu cá hoặc cano ở đây. Thì ở đây thì mến thưa các bà con cô bác là ở đây cũng có một số cái cano về du lịch mà hoặc là một số cái tàu cá như ở đằng kia. Thì một số tàu cá rồi có các em gái bây giờ buổi chiều mát mẻ ra đây tạo dáng chụp ảnh xinh quá. Đi quay vlog như này thì đây là một cái các động lực cho các chàng trai đi quay vlog. Nếu mà đi quay vlog như thế này thì chắc là Minh Toàn vào thời tiết này thì Minh Toàn cũng đi được. Minh Toàn cũng thích ngắm biển và ngắm những cảnh đẹp. Bên cạnh đấy cũng có những em rất là xinh gái như thế này thì đi quay thì rất là thú vị. Đây, quý bà con các bác có thể nhìn thấy được một số cái tàu thuyền đánh cá về đây. Các cái con tàu đánh cá và cuối cái đợt đánh cá là người ta về đây hoặc cuối ngày là người ta neo đậu ở đây với bà con có bác.
Video ngày hôm nay Minh Toàn xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn quý bà con, cô bác đã ủng hộ kênh Minh Toàn và đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại quý bà con, cô bác trong những cái video sắp tới ạ. We'll be right back.